Dưới lòng đại dương là một thế giới bí ẩn, phong phú và đầy kỳ diệu, nơi mà con người vẫn chưa thể khám phá hết. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về những gì ẩn giấu sâu dưới lòng đại dương. Đại dương bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất, nhưng phần lớn vẫn là một bí ẩn. Dưới sâu hàng nghìn mét, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới, một hệ sinh thái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Những khu vực này được gọi là vùng ánh sáng yếu, Mesopelagic, và vùng ánh sáng tối, Bathypelagic, nơi áp lực nước cao và nhiệt độ cực kỳ thấp. Một trong những sinh vật nổi bật nhất ở độ sâu này là cá rồng đen, dragonfish. Chúng có răng sắc nhọn và khả năng phát sáng để săn mồi và giao tiếp. Sự phát sáng sinh học này là kết quả của các phản ứng hóa học trong cơ thể chúng, giúp chúng thích nghi với môi trường tối tăm. Ngoài ra, còn có cá anglerfish với cái mồi phát sáng trên đầu để dụ con mồi vào gần. Dưới sâu hơn nữa, ở vùng Abyssopelagic và Hadopelagic, nơi áp lực nước có thể lên đến hàng nghìn PSI, chúng ta gặp phải những sinh vật như giun ống khổng lồ giun Riftia pachyptila, sống gần các miệng phun thủy nhiệt. Các miệng phun này giải phóng các hợp chất hóa học như hydrosulfide, và các vi khuẩn sống cộng sinh với giun ống có khả năng chuyển hóa các hợp chất này thành năng lượng. Ngoài ra, có những loài động vật không xương sống như hải sâm, sao biển và bạch tuộc sống ở độ sâu này. Một số loài bạch tuộc thậm chí có khả năng thay đổi hình dạng và màu sắc để ngụy trang hoặc giao tiếp. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra các loại vi khuẩn và vi sinh vật kỳ lạ ở độ sâu này. Chúng có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn dưới đáy đại dương. Vi khuẩn giảm sulfate và vi khuẩn methanogen là hai nhóm vi sinh vật phổ biến trong các môi trường này. Chúng tham gia vào các quá trình chuyển hóa học quan trọng. Một trong những phát hiện thú vị nhất là các vi khuẩn có khả năng ăn kim loại. Chúng có thể chuyển hóa sắt và mangan từ các khoáng vật dưới đáy đại dương, tạo ra các cấu trúc khoáng chất tạp. Điều này không chỉ giúp chúng tồn tại, mà còn có thể góp phần vào việc hình thành các mỏ khoáng sản dưới đáy biển. Ngoài sự sống, dưới lòng đại dương còn chứa đựng những kho báu khảo cổ. Các xác tàu đắm, từ những con tàu buôn cổ đại đến những chiến hạm thời Thế chiến, nằm yên dưới đáy biển, chứa đựng những hiện vật quý giá và những câu chuyện lịch sử chưa kể. Các nhà khảo cổ học biển sử dụng công nghệ tiên tiến như robot điều khiển từ xa và tàu ngầm để khám phá và trục vớt các hiện vật này. Dưới lòng đại dương còn có những đặc điểm địa chất đáng kinh ngạc. Các rãnh sâu dưới biển như rãnh Mariana là những khe nứt khổng lồ trên vỏ trái đất. Rãnh Mariana, nơi sâu nhất trên trái đất, đạt độ sâu khoảng 11 km. Đây là nơi mà áp lực nước có thể nghiền nát bất kỳ vật thể nào, nhưng lại là nhà của những sinh vật kỳ lạ và bí ẩn. Sự hình thành và hoạt động của các núi lửa dưới đáy biển cũng là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị. Núi lửa dưới biển có thể tạo ra các đảo mới và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành địa chất của trái đất. Các vụ phun trào của chúng cũng ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển, tạo ra các môi trường sống mới và cung cấp các chất dinh dưỡng cho các sinh vật biển. Mặc dù con người đã có những tiến bộ đáng kể trong việc khám phá đại dương, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa được biết đến. Công nghệ tiên tiến như tàu ngầm tự hành và các hệ thống cảm biến dưới nước đang mở ra những cánh cửa mới cho việc khám phá và nghiên cứu. Sự hiểu biết về lòng đại dương không chỉ giúp chúng ta khám phá những bí ẩn của trái đất, mà còn có thể cung cấp những giải pháp cho các vấn đề môi trường và tài nguyên. Các nghiên cứu về vi sinh vật và sinh vật biển có thể dẫn đến những phát hiện mới trong y học và công nghệ sinh học. Nhìn chung, lòng đại dương là một kho tàng vô giá, không chỉ về mặt sinh học, mà còn về mặt địa chất và khảo cổ học. Những phát hiện mới liên tục thách thức sự hiểu biết của chúng ta và mở ra những cánh cửa mới cho khoa học và công nghệ. Trong tương lai, với sự phát triển của công nghệ và khoa học, chúng ta sẽ có cơ hội phát đức hơn về thế giới diệu này.